bài đâu rồi đó. À, ủy ban đây đúng không? Đây làm chứng minh nhân dân đây à? Ừ. Chỗ này chưa vào bao giờ. Cô vào hỏi nhé. Mình hỏi đi. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại vùng cao bằng tầng 2. Nay nghe cô kia bảo tầng 2. Tầng 2. Sơ đồ kia. Nhận và kết quả liên thông hiện đại. Lên tầng. Cứ góp ý là cái kiểu mình kẹp ngồi đợi á. Có mới mình ta làm chứng minh chạy đi chạy lại. Được điều hòa.
nhiều về lĩnh vực bảo hiểm này, lĩnh vực tài chính kế hoạch kinh tế, lĩnh vực tư pháp nội vụ chức đơn vụ. Thiết kế xây dựng tư vấn bố trí quy hoạch. Công nghệ thông tin.